màu lên tiếng. Anh đã quăng cho cây viết, đã bắt đầu ra on beat. Nhịp beat luôn vang trong đầu, đam mê từ lâu đã chạy trong máu. Chữ và nhịp flow ta biến cảm xúc mình thành kho báu. Đối với người khác âm nhạc chỉ để nghe, đối với ta âm nhạc là lý tưởng. Những thứ lấp lánh ấy không chỉ để khoe, mà để chứng minh ai cũng có thể lấy được.